Chào mừng các anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Vidya Shop. Chào các bạn, hôm nay Vidya giới thiệu cho các bạn cái sản phẩm của Koda, sản phẩm mới. Vừa túi tiền mà hát rất hay nha các bạn. Đây là cái súp, cái mã Koda của nó là KV30L. Và nguyên một bộ của nó là cái súp, cái lò cột. Lò cột này của nó là chỉ có tiếng Trung với tiếng Czech thôi, còn này là súp và tiếng Mắt. Mình phối với nó là thêm một cái mixer van số. Van số mà gọi là chỉnh bằng vít nha. Cái này nó giống như là gọi là van cơ vậy đó, và van cơ chỉnh tay, còn này là vừa số vừa cơ, nó có thể chỉnh bằng cái vít nhỏ được, chỉ đơn giản như thôi các bạn thích. Cái này mình đang dùng là micro V660, micro không dây. Các bạn chơi micro có dây cũng được, bản chất là nhờ cái này nó xử lý là hay à, đưa micro nào vô cũng hay hết á. Cái này nếu mà cách gia đình hợp với không gian khoảng cỡ 20-30 mét vuông, không gian mở mình xách đi đâu cũng tiện hết trơn á. Cái cây này có thể dỡ lên, cái súp mình có thể ghim từ từ. Còn nếu mà muốn tiện nhất đẩy ra đẩy vô thì mình đặt cái bánh xe 4 bánh, mình để đường vàng này ra thì mình đẩy giờ đâu cũng được. Đây mình có cái nút chỉnh chép của nó nè, chỉnh bass của nó nè, cái này cột server và cái level. Thì mình chỉ cần cách nói, ví dụ như mình có cái một cái mixer cơ, mixer ban số gì đó thì mình chơi canon. Và AB này của nó, mở này là mở in. Ví dụ như mình không có cái ban số thì mình cứ cắm nhạc trực tiếp vô trên đây. Bây giờ mình qua ban số thì mình in tên nào, tín hiệu âm thanh đầu vào mình để bên đây. Micro mình để đây, nó có hai ngõ micro. Cái này là nó có công suất luôn nha. Cụ thể mình gọi nó là giống tùy gì đó, tám tình rồi. Bây giờ mình hát thử một bài trải nghiệm cái sản phẩm đó nha các bạn. Hát bài chơi song ca luôn, nam nữ. Bài đó là bài Đường Tiến Bằng Lăng. Cảm ơn bạn đã xem hết video trên kênh của shop mình. Đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm thiết bị karaoke hay nhất. Và có ai muốn mua hàng thì giới thiệu giúp shop mình với. Số điện thoại liên hệ ngay bên dưới tiêu đề video nhé.